Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Tấc Đất Tấc Vàng với anh Bình Trần từ công ty cho vay tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại. Trước hết chào anh Bình. Chào chị Vân Anh, mình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Thưa quý vị cũng như là anh Bình, chúng ta được biết là thời gian gần đây chúng ta thấy là có rất là nhiều người từ nước ngoài sang Hoa Kỳ để mà mua nhà. Trong đó có người Việt Nam của chúng ta và những sắc dân khác nữa, phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Mua nhà tại Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là địa ốc có những cái chương trình đặc biệt gì cho những người nước ngoài mua nhà tại Hoa Kỳ không anh? Thật sự mà nói, cái vấn đề mà người nước ngoài mà đầu tư mua nhà bên Mỹ thì thật sự dài khoảng 4-5 năm đổ lại đây thì rất là nhiều. Thật sự nhất là cái vấn đề từ bên người Trung Quốc qua đây họ mua nhà. Thật sự Trung Quốc không phải mua đây không, mua đâu cũng mua hết trơn, ngay cả về Việt Nam mua nữa, đúng không chị? Nhưng mà cái vấn đề cái người Việt Nam mình mà bắt đầu mua nhà ở đây thì khoảng vài năm đổ lại thì bắt đầu rất là nhiều người qua đây mua nhà. Thì trong cái giai đoạn đầu thì có nhiều người, nói chung là qua đây họ đa số họ cầm tiền mặt qua đây họ mua nhà. Tại vì nói chung là không có nhiều cái chương trình làm loan cho vay mượn cho những người ở nước ngoài. Thì có lẽ chính vì vậy mà gần đây thì có nhiều cái chương trình mà cho vay cho những người đầu tư mà ở từ nước ngoài mà muốn mua nhà ở đây có thể được mượn tiền. Cho nên cái đó cũng là một điều rất là tốt, là tại vì thay vì một, có thể nhiều khi một cầm tiền mặt qua có thể mua được có một căn một, nhưng mà bây giờ mình có thể mình chia ra mình mua được 2-3 căn. Dạ vâng. Và anh nói là có những nhiều sắc dân chứ không phải người Việt Nam không, và thưa quý vị, anh Bình Trần vừa chia sẻ với chúng ta là người Trung Hoa thì là mua nhà nhiều nhất, nhưng mà khoảng chừng 4 năm lại đây thì thị trường dành cho người Việt Nam cũng mua nhà bắt đầu. Anh thấy là người Việt Nam mà mua nhà tại Hoa Kỳ đó thì ở đâu là họ mua nhiều nhất không anh, hay là đồng đều hết? Thật sự thì chị biết Cali lúc nào là cũng là cái vùng đất mà nói chung là rất là chim đậu. Có rất là nhiều người mà thích mua nhà ở Cali từ nước ngoài cũng vậy, đơn giản là tại cái khí hậu đây quá tốt. Cái khí hậu giống như là cả năm, nguyên năm thì lúc nào cũng ấm áp mát mẻ, đúng không? Không có lạnh quá mà cũng không có nóng quá. Thích thì chạy ra biển, còn không thích thì về nhà, đúng không chị? Biển cũng gần. Thì chính vì vậy Cali, em thấy California vẫn là một cái địa điểm mà nhiều rất là nhiều người Việt Nam mình từ nước ngoài mà muốn mua nhà ở đây. Ngoài ra thì như em cũng, tại vì em làm ở bên Texas cũng nhiều, cho nên em cũng thấy là cái thị trường bên đó có nhiều, là tại vì thật sự lúc sau này không phải là vấn đề mà người ta mua qua đây mua nhà nữa, ở không nữa, mà em thấy có rất là nhiều học sinh qua đi du học. Thì tại vì có những cái chương trình mà cái school program đó, cho nên nhiều khi những đứa trẻ đó có thể là học ở những tiểu bang khác. Đúng rồi. Thì khi học về nhiều khi bố mẹ có tiền thì muốn mua một căn nhà cho con của họ đó chị. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tấc Đất Tấc Vàng với anh Bình Trần, là chuyên viên cho vay tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại. Và quý vị nào mà có thân nhân tại Việt Nam mà muốn sang Hoa Kỳ để mà mua nhà đầu tư thì quý vị cũng có thể hỏi để tham khảo với lại anh Bình Trần, anh sẽ hướng dẫn cho quý vị rất là tận tình. Thưa anh, với một người nước ngoài, thí dụ như là người Việt Nam mình đi ở Việt Nam mà qua bên này mua nhà như vậy thì nó sẽ có những cái hạn chế cũng như những cái quyền lợi gì khác hơn so với người thường trú tại Hoa Kỳ mua nhà? Thì hiển nhiên rồi, đa số những người nước ngoài thì mình thừa đủ hiểu trong cái vấn đề mà cho vay mượn. Thì một người bình thường khi mà tới một nhà băng muốn mượn tiền đó chị, thì cần cái gì? Phải cần chứng minh được income. Đúng rồi. Cần phải có một cái credit tốt. Đúng rồi. Cần có tiền down, down càng nhiều thì càng tốt. Nếu như mà không có down nhiều thì cũng có những cái chương trình mà down ít, 3%, 5%, 10% đều có hết. Đối với một người nước ngoài thì hiển nhiên là cái sự giới hạn nó rất là nhiều, là tại vì thứ nhất là income không có chứng minh được, đúng không vậy? Tại vì income đa số là người nước ngoài thì cái công việc mọi thứ đều nằm ở nước ngoài hết, không thể chứng minh được ở nước Mỹ mình. Cái thứ hai nữa là gì? Credit. Credit thì không có nhiều người ở đây làm gì có credit ở đây để mà chứng minh. Thì chính vì vậy cái bắt buộc đối với nhà băng á thì hai thứ sẽ phải xảy ra. Có nghĩa là khi mình không chứng minh được income, mình không chứng minh được cái credit của mình good, thì mình phải bỏ down nhiều. Có nghĩa là down có thể là từ 35% trở lên. Thường là như vậy, hoặc cái tiền lời nó sẽ cao hơn so với những cái người mà ở đây, tại vì họ có thể chứng minh được cái nguồn tiền, cái nguồn income của họ. Thì cái đó là những cái mà nói chung là bất lợi cho cái người nước ngoài. Nhưng ngược lại như mình nói đó, thì họ không nhất thiết họ phải trả căn nhà bằng tiền mặt. Đúng. Không cần một số tiền lớn để mà có thể mua được cái căn nhà ở Mỹ. Rất là hay thưa quý vị, tại vì có những cái chương trình mà dành về địa ốc mà dành cho những người nước ngoài vào Hoa Kỳ mua, giống như anh Bình Trần chia sẻ như vậy, thì sẽ giúp cho quý vị giảm thiểu rất là nhiều những cái trở ngại, phải không anh? Chứ nếu mà mình trả bằng tiền mặt không thì mình đang thấy là nó số tiền nó cũng quá lớn, nhiều khi có những người mà thật sự nói thẳng câu, có những người mà mua nhà mà cầm số tiền lớn qua đây đa số là thật sự là những người có tiền, là những cái người mà thật sự họ làm ăn. Thì tại sao, nếu đã làm ăn thì tại sao phải bỏ một số tiền quá lớn tiền mặt vô một chỗ đi mua căn nhà? Họ có thể đao ít lại mua nhà, dùng số tiền kia đầu tư hoặc làm những cái thứ khác có thể đẻ ra tiền hơn. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Và đó là giấc mơ đầu tư tại Hoa Kỳ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Tấc Đất Tấc Vàng ngày hôm nay với anh Bình Trần. Chúc quý vị sẽ đạt được ước mơ là mua được một căn nhà tại Hoa Kỳ trong thời gian gần nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Bình xin chào tạm biệt quý vị của đài VNTV.